they should use the Western Ring Road or just the local traffic. I don't know, have traffic on the freeway now. We'll see. Nơi trời ngoài không mây, 17 độ. Tháng đầu tiên của mùa xuân, 17 độ là thấy nóng rồi đó. Đúng ngày mùa đông. Mùa đông lạnh quá, quen rồi. Bây giờ mới bước vào mùa xuân. Xe đậu gì kỳ vậy chị? Giờ này mà xe đậu gì kỳ cục đi. Đâu cho đậu đây đâu. Mùa xuân tháng 9, mùa xuân tháng 9, tháng 10, tháng 11. Bây giờ mới đầu tháng 9 à, mới đầu tháng mùa xuân. 17 độ mà, 17 độ mà tại quen với thời tiết mùa đông, 17 độ mà là thấy nóng rồi. 17 độ. Đồng hồ trong xe nói 17 độ, nhìn thấy không? Bệnh viện Sunshine đang nâng cấp lên, trở thành bệnh viện lớn nhất của miền Tây này. Từ đây tới Brooklyn chắc khoảng 10 phút rồi. Xuống đây dưới đây có hẹn chỗ việc làm. Chỗ kia nó kêu đi làm bây giờ. Lái xe quậy cũng chán rồi, giờ không muốn lái xe vòng vòng ngoài nữa. Lái xe truck cũng chán rồi. Làm ở trong đi, không muốn đi ra ngoài nữa. Thật ra làm nghề lái xe truck thì cũng đâu dễ dàng đâu. Đâu phải nói lên ngồi lên xe là chạy chứ chạy không đâu. Còn nhiều việc cũng liên quan lắm. Buộc dây, lo cho đồ sợ nó bị gớt khỏi xuống đường. Trên freeway có nhiều xe truck nó bị gớt đồ xuống quậy vậy. Nếu không nguy hiểm còn đỡ, lỡ như xe ai đụng vô chết người ta nữa, chúng người ta chết rồi, nguy hiểm lắm. Chứ không phải là chỉ lên là lái không đâu. Rồi lên hàng xuống hàng cũng phải phụ. Ăn uống thì giờ giấc không ổn định. Tại vì đang lái xe đâu thế nào tự nhiên ngưng ngang cái người ăn đâu. Xong cái chốt đó mà mới ngừng lại ăn hay uống gì thôi. Đi dọc đường vô thẳng vô đổ xăng cái gì thôi, ngồi uống cà phê mua đãi gì ăn được chứ. Đâu phải muốn nghỉ lúc nào nghỉ đâu. Bởi vì giờ giấc không ổn định. Với lại ít khi nào mà được ăn đồ nóng thôi. Còn đa số là ăn đồ lạnh thôi. Nếu muốn đồ nóng mà ấm ấm thì tới giờ chưa phải ghé vô cái cà phê nào đó hay là cái xăng nữa mua đồ ăn. Nhưng mà nếu vậy thì tính ra chi phí nó hơi cao. Nếu mà ghé cà phê hay là quán ăn hay là cái xăng là mắc hơn nữa. Nếu mà cà phê dọc đường thì nếu mà ăn trưa không thì cũng nước luôn á là ghé nhất là cũng phải 10 đồng hay là 12 đồng. Cái hamburger nó cũng là 80 đồng rồi. Thêm ly nước, chai nước thì nữa.
chai nước cũng 2-3-4 đồng nữa, cà phê cũng gì cà phê cũng có 3 đồng. Thì làm việc ở chỗ nào mua chỗ đó thôi, như vậy thì chi phí nó hơi kéo. Còn đem đồ nhà theo, nấu đồ ăn nấu cơm nhà đem theo thì biết đồ Việt Nam phải hâm nóng ăn được, còn đồ ăn lạnh ăn thứ nhất ở luôn rồi, ăn đồ ăn lạnh nhưng mà ngán luôn, bởi vì đâu phải làm nghề lái xe là khỏe đâu, nhưng cực khổ lắm, ăn uống không có để không có để tiêu thụ. Một là ốm, hai là bụng phệ. Thì thấy đa số mấy thằng tài xế xe chắc mà đường dài, mấy thằng Tây đó, mấy ông mà lớn lớn tuổi đó, ông nào ông lấy bụng cái bụng phệ không, phải ngồi ăn vừa lái vừa ăn, rồi ngồi trên xe luôn, đâu đi tới lui gì đâu, đâu có thời gian đi tới lui, ông nào ông lấy bụng phệ không à. Nãy giờ nói chuyện chạy không được nhanh gì mấy, giờ này đông xe quá, giờ sang lên rồi. Đường này đường có xe Ring Road 80 chạy về hướng City, nhưng mà mình không đi tới City, mình đi tới cái khu công nghiệp nằm ở miền Tây của Hòa Bình, cách Hòa Bình chừng 10 cây số. Đường này thì cho nó chạy khoảng 100 cây số giờ thôi. Ở Victoria này đường chạy cho chạy cao nhất là 110, nhưng mà đường đó không có gần ở thành phố, đường đó chỉ đi về vùng quê thôi. Gió quá, đi về Ballarat hay là đi về Bendigo. Bendigo đi đường Calder Freeway nữa, thì chạy chừng khoảng 10 cây số không khỏi trung tâm, nó cho chạy 110 cây số nha. Vậy thôi. Nhưng mà xe tải thì tối đa chỉ được 100 cây số giờ thôi. Xe tải thì tối đa là 100 cây số giờ. Ví dụ là cái bảng để cho bao nhiêu phương tiện cũng tối đa chỉ được 100 cây số giờ thôi. Xe tải cũng được quyền chạy hút 100 cây số giờ. Nếu xe tải bị phạt là thường là phạt gấp đôi xe nhỏ. Xe nhỏ phạt thì sao? Xe tải thường thường là bị phạt gấp đôi. Nếu mà vượt tốc độ, vượt đèn đỏ một lượt cái là có thể bị mất bằng tại chỗ. Vượt đèn đỏ nó lấy 4 điểm. Phạt 300 mấy gì đó. 4 điểm là xe nhỏ đó. Nếu mà xe tải thì chắc có thể nó lấy 8 điểm. Thì bằng 12 điểm. Nhưng mà 8 điểm thì thêm phạt 4-500 nữa là xong. Đi xin việc làm chưa chắc người ta nhận nữa. Nếu bằng còn có 4 điểm chưa chắc người ta nhận. Sắp sửa phải exit chỗ này. Hai bên thì có xe hết. Sao đây? Qua đây. Xin nhanh qua luôn. Tăng tốc độ lên luôn. Nhưng mà tương này nó có camera bắn tốc độ. Mà lúc trước nó bắn tốc độ, nó tính cây số trên giờ lúc bắn luôn. Mà sau này như nó đổi rồi. Nó bắn một điểm rồi là chạy lại lần kia nó bắn thêm điểm nữa rồi mới tính trung bình vận tốc. Bởi vì có khi chạy chậm chạy nhanh rồi nó tính trung bình lại. Rồi trái đây. Khu này là khu industrial, khu hãng xưởng, cách miền Tây của Melbourne có khoảng 10 cây số. Ở đó làm ở gần đây nè. Thì đa số dân Việt Nam qua đây làm hãng xưởng thì đa số làm ở đây không? Ở miền Tây, khu miền Tây thì làm ở đây không? Nhìn hai bên toàn là xe truck là nhiều, như là hãng xưởng không? Thank you.
chắc cũng gần sắp tới rồi, khoảng 5 phút nữa tới. Cái đèn đỏ chỗ này hơi lâu chút xíu. Đi lên đây, đi trở lại chỗ phỏng vấn việc làm xong rồi chút xíu phải lên lên Big Pro. Big Pro là cái chỗ tiếng Việt mình kêu là sở giao thông của tiểu bang, nhưng mà thật ra nó không phải là sở, tuy rằng nó là văn phòng của chính phủ, nhưng mà nó được hoạt động bởi tư nhân, nó làm giống như là công ty tư nhân vậy thôi. Nó thâu lệ phí đường bộ, bảo hiểm đường bộ, thank you. Thì xe lớn xe nhỏ thì cũng phải cứ lại đó đóng tiền phí đường bộ thôi. Bây giờ chiếc xe nhỏ từ 4 tấn rưỡi trở xuống không có cần dán tấm cái tích kịch để cho là phí đường bộ, nó không cần dán nữa, mà chỉ hết hạn là đi đóng tiền thôi. Bây giờ mấy xe nhỏ không có cần dán như hồi xưa nữa, chính phủ nói bỏ, không có dán, không cần gửi cái miếng đó với dán lên, tiết kiệm thời gian lâu dài, tiết kiệm chính phủ được cũng khá nhiều tiền. Bây giờ xe nhỏ không có dán gì hết trơn, bởi vì nếu người thường nhìn vô là không biết xe này có đóng thuế đường hay chưa, trừ khi cảnh sát hay là thanh tra của sở thanh tra của Vitro đó, nó bấm bảng số xe lên thì nó biết thôi, chứ người thường nhìn qua nhìn sơ qua không biết. Nhưng mà xe tải 4 tấn như lên là phải dán, xe còn xe nhỏ hay là mô tô giờ không cần dán nữa. Ra từ nhà đi lên tới chỗ làm này chắc khoảng chừng 20 cây số trở lại, 17-18 cây số, 18 cây số kẹt xe thì chạy có nửa tiếng 40 phút, buổi sáng đi làm có thể 20 phút mà buổi chiều về khoảng 45 phút. Thường thường chiều đi làm về là thời gian nó gấp đôi. Hôm nay trời nóng thiệt chứ, mới đây lên 20 độ rồi, hôm nay chắc tới 20 mấy độ. Cái văn phòng chỗ việc làm, hẹn chỗ việc làm là ở vùng Brooklyn. Vùng Brooklyn thì cũng là khu hãng xưởng thôi, nhưng mà thường thường mấy cái văn phòng tìm việc làm, giúp tìm việc làm nó đặt cũng đặt xung quanh khu hãng xưởng thôi, cho nó tiện người ta tới hẹn rồi này kia, giờ giấc hẹn giờ giấc rồi này kia. Chứ đa số là nó đặt khu hãng xưởng thôi, chứ đặt ở trung tâm ít lắm, tại vì bất tiện cho người xin việc. Đường này đi thẳng về là ra Footscray rồi tới City luôn, nhưng mà mình có hẹn ở gần đây thôi, bữa nào có rảnh đi ra ngoài đi, bữa nào rảnh ra ngoài đi thì quay phim xem, quẹo đây tới rồi. Chúc chỉ cho cái chỉ cho mấy người cái ở bên này ngay mấy khu hãng xưởng nó có một dịch vụ làm ăn rất là đông khách, mà theo như người bình thường ta nghĩ là cái dịch vụ này không thể nào mà tại sao phải đặt ở khu công nghiệp, nhưng mà thật ra nó đặt ở khu này làm ăn mới là khá. Tại vì nó đặt cái dịch vụ ở chỗ khu này là cũng có lý do chứ không phải.
ví dụ như dịch vụ xô bóp, đấm bóp, đây là nó thẳng là bia ôm, nhưng mà ở đây thì không có bia ôm. Tại bên đây được quyền mở tiếng Anh nó kêu là sex worker, tức là người phục vụ sinh lý. Nói gì chắc hiểu rồi. Thì ở đây mấy người đó cũng đi làm đúng thế thôi, có giống như là công nhân bình thường thôi. Ở phía bên tay phải của tôi mới là có một cái nhà số 741. Nó đặt ngay sát bên cây xăng, cũng là khu công nghiệp luôn. Nhưng mà qua bển coi phải U-turn lại, phải quẹo móc lại mới được. Kệ đi, quẹo móc đại đi. Chỉ cho biết không? Hồi xưa làm ở khu trên kia cũng vậy. Cái hãng nó sát đất với cái dịch vụ đó luôn. Sát bên luôn. Chắc nghĩ là ở đây công nhân đi làm xong về rồi là vô đó luôn rồi mới về nhà. Chắc như vậy, bởi vì nó mới cố tình nó mở ở khu hãng xưởng. Chắc đa số khách của nó là công nhân làm ở khu hãng xưởng này, bởi vì nó mở ở đây. Là bây giờ quay lại coi ha. Móc U-turn lại coi nè. Đó. Thấy cái nhà mà màu đỏ đỏ không? Ồ, cái nhà đỏ đỏ đó. Đó. Cái nhà đỏ đỏ này nè. Cái nhà đỏ đỏ này nè. Đó. Là cái nhà đó đó. Để quẹo đầu xe vô cho nhìn thấy rõ hơn nha. Số 741 nè. Sợ mình quẹo đầu xe vô nó tưởng mình muốn vô chổng luôn á. Nói gì chứ, phải móc đầu đi vô coi thử coi chứ thật ra mình không muốn vô đây. Mới cho coi biết gì thôi. Ok. Thôi tới giờ hẹn rồi, phải đi hẹn cái rồi chút tính sao. Bye.